ta còn đến với diễn biến của trận đấu là trận thứ 3. Anh Tám mấy lời, Trang Tém vài lời. Tôi đấy. Nhưng mà anh đừng hỏi em. Các bạn như chúng mình chúng ta đang được nói là trận trận đấu tiếp hai đội FC Santa Maria gặp Messi Real không à. Ok, vì đang có mưa nên dùng thì cần các cầu thủ là rất cao. Santa Maria với đội phục truyền thống là quần áo màu xanh bảo vệ cầu gôn bên phía tay trái mình. Santa Maria với đội phục truyền thống là quần áo màu đen bảo vệ cầu gôn bên phía tay phải mình. Trong trận đấu này thủ môn Minh Trân vẫn là người được đội vị sự nghiệp tin tưởng giao cho bác chính dùng thẳng mắt quý dương là đội trưởng một trận cái tình hình công việc rất cao nhưng kỹ thuật rất tốt. Còn đừng có đốt những cú sút đối đầu quý dương tỏ ra khá mệt mỏi vào và thiếu trách nhiệm của Văn Duy khi đối mặt với anh chỉ còn là thủ môn vẫn còn không vẫn còn không được tổng tài chưa thoát khỏi thì cứ đá đi chị đạt Văn Huy vâng và cái bóng rất tốt của Văn Huy sau pha vừa rồi thì Real được Real Tobama được hưởng một pha phạm lỗi một pha đá phạt. Vâng, trận đấu cùng giờ với Real Tobama là trận của Văn Duy, của Duy đúng không? DTS và Thanh Hóa FC. Văn Cương, Chí Đạt, Chí Đạt, Văn Đạt, Chí Đạt. Vâng, là anh được chơi của em ơi. Tiếp tục, trận đấu đang đẩy lên cao xa. Và cần phải phạm lỗi, tôi nghĩ là như vậy. Nhưng không có chiếc thẻ nào rút ra. Và cố định sút không. Vâng, phút thứ 19 rồi. Buổi đấu thứ hai số vẫn đang là ôi, anh ơi. Đi ra ở đâu mày có nhìn thấy quay không? Anh ơi, anh ơi. Từ đằng sau lên mà móc thêm thẻ đỏ luôn đó. Bầu điểm bước sang thứ 20. Đây tôi nhờ Giang thứ gặp lại. Vào tiếp. Những giây phút cuối cùng.
Cố lên nào các chiến binh Real Tobama. Các anh đã là những người tuyệt vời rồi. Hãy cố giữ. Con người đã có được. Tiếp tục là xong rồi trước khung thành Real Tobama. Vâng, rất may cầu thủ Atoa mười bên phía trên Tobama đang ủng hộ chúng ta. Trọng tài ơi, hết giờ rồi. Báo tiếng với tổng tài đã kêu lên. Mỹ Dương. Vâng, tổng tài đã chào đón tôi quay kết thúc trận đấu. Ôi, tiền thẻ đỏ này chất sâu rồi đáo. Tiếp theo, trận đấu tiếp theo chúng ta sẽ đến với VFC và Coca FC. Chúng tôi sẽ quay lại trong ít phút. Xin quý vị đừng rời khỏi mắt, rời khỏi màn hình. Tạch 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 tạng.